Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và hôm nay thì mua bán xe cũ lại mang đến cho anh chị và các bạn một mẫu xe gầm cao 7 chỗ đang được rất nhiều bác quan tâm và có yêu cầu em tìm kiếm hộ. Và đây là một chiếc xe Nissan x 2.5 SV hai cầu số tự động, sản xuất là 2016, xe lắp ráp trong nước. Có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu đen, 7 chỗ ngồi. Cực kỳ đẹp, các chi tiết của chiếc xe thì vẫn còn trong tình trạng hoàn hảo. À, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, chính chủ sử dụng, gia đình sử dụng rất là cẩn thận giữ gìn, xe lăn bánh với quãng đường là hơn 70.000 km. Có trang bị phun đầy đủ các tính năng option. Số tự động hai cầu, ga tự động có trang bị đề lổ, nút bấm cũng như là các chi tiết à, ghế chỉnh điện, sấy gương, tự động cũng như là có trang bị à, kính điện một chạm. Và trang bị cam 360. Cửa sổ trời toàn cảnh cùng rất nhiều các tính năng tiện ích option trên mẫu xe này. Anh chị và các bạn có thể thấy qua thì màu sơn xi si cũng như là cái phần uh, la răng của chiếc xe. Mọi chi tiết vẫn giữ được trong tình trạng rất đẹp. Và la răng của chiếc xe thì trang bị uh, mâm hộp kim đa chấu. Đây là đết của uh, lốp của anh chị nhé. Cũng là uh, liền đời luôn. Và những cái chi tiết về gương kính chỉnh điện. Tích hợp báo rẽ, có cảnh báo vượt trên gương. Tay nắm cửa này, có trang bị mở cửa thông minh. Đấy, bên trong nội thất của chiếc xe, các bác có thể thấy qua thì từ những cái phí bấm rồi những chi tiết ở viên ốp carbon. Bậc lên xuống, ghế chỉnh điện, mọi chi tiết. Chất lượng ghế lái và ghế phụ nó vẫn còn rất là đẹp. Đấy, xe có như nào thì em quay như vậy, để các bác có thể quan sát. Nếu các bác yêu thích thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ tư vấn và cũng như là gửi cho các bác một cái giá tốt nhất cũng như cùng các ưu đãi hỗ trợ từ cửa hàng địa chỉ cửa hàng xem xe thì anh chị và các bạn có thể qua làm việc auto số 18 thành thái thịnh vọng cầu giấy hà nội để có thể xem xe lái thử với anh chị nhé đây chất lượng cam của chiếc xe nó còn rất là led và chủ xe đã lên màn hình android với anh chị nhé Đấy, màn hình giải trí có hiển thị phòng tua, cũng bước theo nhiên liệu, có các chế độ eco, mở cốp, Đấy, các bác có thể thấy có set của rút đầy đủ đèn auto và có thể thấy những tính năng công nghệ trên mẫu xe này nó rất nhiều ạ để trải nghiệm mời các bác qua cửa hàng để xem xe lái thử và ta cùng đi tới không gian hàng ghế thứ hai của chiếc xe để tham quan một chút nhé đây là không gian hàng ghế thứ hai anh chị này chất lượng là tap rồi là ghế rất đẹp ạ với khoang hàng ghế thứ hai thì nó rộng rãi cho ba người ngồi bề mặt ghế ra nó cũng có trang bị cho các bác à, bệ tỉ tay rồi cửa sổ trời quay các mũi ghế cho các bác có thể thấy qua và cửa gió điều hòa ghế thứ hai anh chị nhé giúp cái không gian làm mát ở hàng ghế thứ hai nó cũng sẽ nhanh hơn cho người ngồi sẽ, sẽ thoải mái hơn túi khí thì quanh xe công nghệ an toàn thì rất là nhiều ạ. với không gian hàng ghế thứ ba thì nó hẹp hơn một chút các bác bác thì thấy thì nó chỉ dành cho những uh, trẻ em ngồi phía sau. Nếu mà mình cần thêm người thì trong quãng di chuyển trong quãng đường ngắn thì không vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà đi xa thì là hơi vất vả đấy các bác ạ. Trẻ em thì ngồi thoải mái nhưng người lớn thì ngồi hơi khó chịu một chút. Hệ thống cốp uh, của chiếc xe đây các bác có thể thấy qua thì biển số của chiếc xe nó vẫn còn rất đẹp. Anh chị đợi em một chút. nó hiện tại đường nó luôn bị khóa cốp. em để lỗ nó lên đã xong để em mở cho anh chị và có thể thấy qua Đây. cốp thì trang bị cốp điện rồi anh chị ạ cái chi tiết các bác có thể thấy từ những chi tiết nhỏ nhất của chiếc xe nếu mà anh chị và các bạn không cần đến hàng ghế thứ ba này thì mình có thể gập xuống để mình tạo ra cái mặt phẳng để có thể chứa được nhiều đồ hơn còn nếu mà khi dựng lên thì không gian chứa đồ thì nó cũng rất là hẹp thôi, nó không chứa được nhiều đồ. Và bây giờ em sẽ mời các bác cùng đi tham quan về phần máy móc của chiếc xe. Với chiếc xe này thì nó sử dụng khối động cơ là 2 5 lít với kết hợp với hộp số tự động và dẫn động bốn bánh giúp cho chiếc xe là có thể vượt mọi địa hình. Với các chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu giúp chiếc xe nó có thể là tiết kiệm cho anh chị và các bạn chỉ với 7 7,5 lít trong 100 km tùy theo cung đường nó có thể là cũng như là cái quá trình di chuyển nó có thể là nhiều hơn so với cái, cái công bố của nhà sản xuất cái chi tiết ốc ác của chiếc xe anh chị bạn có thể thấy qua mọi chi tiết vẫn còn trong tình trạng nguyên zin và chiếc xe Nissan Trail sản xuất 2016 cuối năm 2016 hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 685 triệu còn thương lượng và có hỗ trợ trả góp cho các bác nào đang có nhu cầu cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ xin chào và hẹn gặp lại